Trong phân khúc xe SUV 7 chỗ cỡ chung, mẫu xe Isuzu MU-X là một lựa chọn có giá bán khá hấp dẫn trong phân khúc. Tại thời điểm hồi đầu tháng 3 năm 2020, một số đại lý Isuzu đã giảm mạnh giá bán từ 60 đến 200 triệu để đẩy hàng tồn cho MU-X. Điều này đã khiến xe cũ ngoài thị trường bị rớt giá một phần. Tại thời điểm trước đó, Isuzu MU-X đời 2019 bản Prestige có giá 960 triệu, sau đó các đại lý giảm giá xuống còn 870 triệu. Mặc dù không mạnh mẽ khi lướt qua thông số, nhưng động cơ này vẫn mang hiệu suất đủ dùng, đảm bảo xe vận hành trơn tru trên đường phố xa lộ. Cùng với người anh em bán tải D-Max, dòng SUV MU-X mang những ưu điểm nổi trội như động cơ dầu cực kỳ bền bỉ đã được kiểm chứng, rất đáng tin cậy để sử dụng lâu dài, bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Chính vì thế Isuzu MU-X rất thích hợp dành cho những khách hàng mua xe 7 chỗ để chạy dịch vụ. Dẫu vậy nếu so với các đối thủ, MU-X có nhược điểm nằm ở thiết kế không lộng lẫy, ít đại lý phân phối bảo dưỡng. Nội thất của xe sử dụng ghế da màu be tạo nên cảm giác rộng rãi. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng. Vô lăng được tích hợp các nút điều khiển âm lượng và đàm thoại rảnh tay và cruiser control. Hệ thống giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 8 in với hai cổng USB sạc nhanh cho điện thoại, tính năng Apple CarPlay hay Android Auto, đi cùng với dàn âm thanh 6 loa. Đặc biệt, ở hàng ghế sau của mũ X có thêm đặc sản, là màn hình 10 in kèm remote điều khiển từ xa. Bên cạnh một số tiện nghi khác như, khởi động bằng nút bấm chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, hàng ghế 3 của mũ X mang nhược điểm không ngồi 3 người lớn và trần xe với ghế ngồi chỉ phù hợp với người khoảng 1m7, dẫu vậy nó có độ duỗi chân khá tốt trong cùng phân khúc với thiết kế bền dáng, giá bán tốt, động cơ bền bỉ tiết kiệm với khả năng vận hành tương đối ổn và đủ dùng, Isuzu MU-X 1.9L đời 2019 là một lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo, dành cho khách hàng Việt mua SUV 7 chỗ với chi phí vừa phải. Mẫu xe Isuzu MU-X đã qua sử dụng là một lựa chọn đáng quan tâm dành cho những khách hàng đang có nhu cầu mua 7 chỗ cỡ chung, nhưng muốn tiết kiệm chi phí mua xe. Chiếc Isuzu MU-X đời 2019 bản máy dầu một cầu số tự động đã lăn bánh được 10.000 km đang được chào bán với giá chỉ 780 triệu. Đây là một mức giá khá hấp dẫn giúp người mua tiết kiệm chi phí kha khá so với lựa chọn đập hộp. Một chiếc Toyota Fortuner máy dầu số tự động một cầu đang có giá 1 lẻ tỷ 96 triệu chưa lăn bánh. Hay chọn Fortuner máy dầu số tự động một cầu cùng đời 2019 đã qua sử dụng có giá bán lại dao động từ 890 đến hơn 900 triệu. BB b, 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 -b, 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 -b.